Đô Nghiêm Đình Cảnh Kinh Bắc Khố Đỏ, Đô Trần Văn Tòng Trường Năng Khiếu Thể Dục Thể Thao Vĩnh Phúc Khố Xanh, hai đô vào sới, hai đô xe là. Hai đội chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Không được chen các ngón tay vào nhau. Trận đấu tiếp tục. Tìm bóng đánh tiếp tục. Tiếp tục.
rồi xen các ngón tay vào nhau. Tiếp tục. Trọng tài nhắc lô vô xanh lần thứ nhất tiêu cực, cố tình chạy ra ngoài giới. Trận đấu tiếp tục. Tiếp tục. Thời gian thi đấu hiệp 1, hai đội tài. Chúng tôi xin nhắc các đồng chí trưởng đoàn, huấn luyện viên của các đoàn lưu ý sáng mai đúng 8:30 các trận thi đấu lại tiếp diễn. Chúng tôi xin kính mời quý vị đại biểu, quý vị khán giả tới xem và cổ vũ cho các đội. Ai ném chai nước đấy? Tại sao lại ném chai nước lên sớm này nào hả? Muốn đưa nước cho đô thì phải đi đến tận nơi, không được phép ném như vậy. Đã hết thời gian nghỉ, hai đô vào trong sới thi đấu hiệp 2. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị. Hiệp 2 bắt đầu. Thank you.
trường hợp vừa rồi khi mà Đô Phố Xanh chém chuối phía sau Đô Phố Đỏ ngã, và theo ý kiến của hai trọng tài biên là mới ngã nghiêng chứ chưa ngã ngửa, cho nên theo vật vừa rồi chưa phân định thắng thua. Và hai đôi là con số tiếp tục. Trận đấu tiếp tục. Đô Phố Đỏ sửa lại trang phục. Đi trọng tài kéo hộ lên mặt thẳng. Hai đô vào trong sớm. Trọng tài nhắc Đô Phố Đỏ lần thứ nhất tiêu cực, không tấn công chỉ phòng thủ. Trận đấu tiếp tục. Chúng tôi xin công bố kết quả cơ vật vừa qua hạng cân 60. Diễn biến của trận đấu ở nút 2:01 của hiệp 2, khi Đô Phố Xanh kéo Đô Phố Đỏ, nhưng Đô Phố Đỏ chưa nổi chân thì Đô Phố Xanh đã trắng bụng và Đô Phố Đỏ vẫn còn một chân trái phía dưới, do vậy phần thắng thuộc về Đô Phố Đỏ. Trận thi đấu tiếp theo hạng cân